cũng nhận được sự giúp đỡ của
chắc chắn mọi người chúng ta dễ để trong nhà thờ này, chúng ta với tất cả mọi yêu mến, chúng ta đến đây để cùng với thầy cô và gia đình để tạ ơn Chúa về những người con của quê hương tương lai nơi mà đã sản sinh ra nhiều vận động tự đạo nhất của giáo đoàn Việt Nam và đời sống quân khối của thầy cụ 66 năm qua thì là một bài học, là một tấm gương về sự thủy chung và ơn Chúa. Cho nên chúng ta cùng với thầy cụ để thành ơn Chúa. Còn cũng xin cảm ơn cha xứ là ngài đã cho con chủ tế và con bạn ngài giảng nữa. Thế thì con sẽ nói những ơn một chút khi chúng con chia sẻ với Chúa. Xin mọi người về đền cho tôi thánh đường. Thế điều này chúng ta hướng đến Chúa để chúng ta cùng với thầy cụ tạ ơn Chúa. Xin Chúa tiếp tục ban ơn cho thầy cụ để thầy tiếp tục đi chọn của quãng đường còn lại trong trần thế, không ngừng đi về với Chúa và như một ánh đuốc dẫn đường cho con cháu để bước theo những đi vô và chúng con được lợi nghèo. Trong tâm đại đế chúng ta thành tâm sáng hối về những lỗi lầm của chúng ta thì sẽ làm nhiều lần đại đế. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn thân. Oh,
Chúa chúng ta, theo Đức Kitô
Từ đối trình, người đã chi ân giáo phúc cho ta được phúc và phúc của Ngài Thần. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người, ta trở nên tin tùy, thánh thiện, nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã đề nghị cho ta tạo nghĩa tử nhờ Đức Giê-xu Ki-tô, để ta học được nghe ân sủng tạo người, ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử tự do. Trong thánh tử, nhờ có thánh tử của ta, chúng ta được cứu chuộc, được vinh hoa độ lượng theo đường phân sử rất phong phú của người. Ân sủng này, Thiên Chúa đã đọc đau cho ta cùng với tất cả sự vinh hoa, không hiểu. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm vọng. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là những thời gian tới cùng thiên mắng, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền của phụ lãnh và Đức Kitô. Cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của người, đã đề nghị cho chúng tôi đây là cơ nghiệp thiên theo kế hoạch của người, để chúng tôi là những người đầu tiên đã hy vọng vào Đức Kitô. Chúng tôi ngợi khen vinh quang của người trong Đức Kitô. Cả anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng Amen.
như người giàu có là đổi về tay trắng, cứ đổi chỉ xem hơi thở của người khi đã nước của cha ông chúng ta, vì người nhớ là bản thân xót dành cho tổ Abraham và cho con cháu để muôn đời. Chắc chắn là những lời tin mừng mà chúng ta vừa nghe là tâm tình của Đức Maria, cũng sẽ là tâm tình của hai cô như thế này và kể cả mọi người chúng ta nữa, kể cả ơn Chúa quý hồn sâu nở thì Chúa đứng với độ tuổi. Để tất cả mọi người chúng ta có thể cảm ơn Chúa, vì khi Chúa là người cứu độ chúng ta sẽ biết như thế. Để chúng ta thì con chỉ muốn gợi lên một số tâm tình để cùng với hai cụ với gia đình đoàn chúng ta tạ ơn Chúa, ơn Chúa về 90 năm cuộc đời, 66 năm hôn phối. Cách đây có lẽ là khoảng 15 năm, 15, 16 năm gì đó, phải không ạ? Thì hai cụ về đây con đang coi sứ, thì bà cụ đi ra chợ, mua bán gì đó. Thế mà chúng ta biết là ở đây ấy, là cái nơi đất là Phật giáo rất là mạnh, nó có cái chùa của lễ, phải không ạ? Rất là lớn, chùa lớn ở đây. Còn ở đây, giáo dân ở đây thì xứ nhỏ thôi, không có bao nhiêu. Thế mà cái hình ảnh một bà Phật ấy, nó đọng lại trong tâm trí của những người dân ở quanh đây. Thế khi bà cụ đi ra chợ thì người ta cứ tấm tắc khen bà cụ là như một bà Phật vậy, như là bà Phật đấy. Mà con đi nhiều xứ rồi, con cũng gặp nhiều rồi, cũng chưa thấy ai đẹp bằng cụ bà đấy đâu. Cho nên là thôi, chúng ta gọi hôm nay chúng ta gọi là người đẹp đi vậy, người đẹp của cụ Khẩn à, hay là của Trang vậy, Trang. Nguyễn Văn Khẩn và cụ ông là chàng lúc bấy giờ là 80 tuổi, mà đi từ sân bay, đi từ Hà Nội về đến đây, đến Đương Nam này, mà cái anh tài xế taxi nó thua cụ, nó trẻ rồi mà nó thua cụ, bảo để tớ lái thử nhé. Cụ đi 100 km một giờ trên cái con đường từ Hà Nội về đến đây làm khiếp vía đấy. Thế chúng ta mới thấy được là hai cụ của chúng ta hôm nay ấy, con chỉ gửi lại một chút như thế thôi, và cho đến bây giờ cái nước da của hai cụ nó vẫn mịn màng như thế, mà con thấy nó vẫn đẹp như vậy. Cho nên mình gọi là hai người đẹp, có phải không ạ? Hai người đẹp hôm nay, hai người đẹp này ở đâu nhỉ? Ở giáo xứ Tương Nam, giáo phận Bùi Chu, và bây giờ thì ở bên Mỹ. Thế thì đi đến đâu là người ta cũng để ý. Đấy, nó thấy đẹp mà ai thì cũng thích đẹp thôi, đẹp là siêu lòng, có bảo không ạ?
Thế thì hai cụ phải cảm ơn Chúa về điều đó, về sức khỏe, về sắc đẹp. Có nhiều người không có được, nó bảo là nhiều người vậy thôi, nhưng mà hai cụ thì Chúa ban cho đặc biệt, phải không ạ? Thế rồi con cái cũng vậy, nó nhìn thấy con đây chắc là chị con gái chắc phải không ạ? Là con gái giống mẹ lắm. Đấy. Thế thì sau này cũng tóc bạc phơ như thế và cũng cứ điềm đạm như vậy. Đó. Thế thì cụ về đây ấy, là đi ở cái phố cổ lễ này, người ta tấm tắc, người ta khen. Để như thế thì mình mới thấy được rằng thì là không phải là ông bà cố, ông bà cụ thì của chúng ta nặng chúng ta ra như thế này được đâu. Ai cũng muốn là mình đẹp nhưng mà không. Thế mà Chúa ban cho như vậy, không cao lắm, không thấp, vừa. Đấy, đôi này rất là đẹp, phải không? Thế thì chúng ta cũng tạ ơn Chúa về cái đó, điều đó. Rồi dĩ nhiên là còn nhiều điều nữa, nhưng mà con lại gọi một cái điểm nữa để chúng ta cùng với hai cụ tạ ơn Chúa. Đấy, chung cho đến tuổi này rồi, 66 năm hôn phối rồi, bây giờ thì chắc là không ai cám dỗ nữa rồi. Đấy, cho nên là cụ cứ yên chí, cũng không ai cám dỗ được hai cụ đâu, bởi vì hai cụ lấy Chúa làm lẽ sống của đời mình, lấy lời luật Chúa để mà sống. Đó, điều này mời gọi con cháu. Vì thế tôi mới gợi ý ở đầu thánh lễ là hai cụ như đuốc sáng, bước đường cho con cháu bước theo. Và cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta, giáo xứ Tương Nam này cũng vậy thôi. Chúng ta cũng biết là cuộc sống của chúng ta, nhất là về đời sống hôn nhân gia đình, có những đổ vỡ, có những điều đáng tiếc. Nhưng mà đó là đổ vỡ, đó là những điều đáng tiếc, là bởi vì chúng ta không lấy Chúa, không niềm tin của chúng ta vào Chúa chưa mạnh, tình yêu của chúng ta với Chúa chưa mạnh, cho nên là có những đổ vỡ. Thế thì hai cụ về đây để tạ ơn cũng là cơ hội để cho chúng con nhìn lại cái cách sống của mình. Nếu mà mình lấy mình làm chuẩn mực thì cuộc đời của chúng ta khác, nó khác. Mà chắc chắn là không hạnh phúc, không hạnh phúc thẳm sâu trong tâm hồn. Cho dù là chúng ta có những thành công về kinh tế, về vật chất ở đời, nhưng mà chúng ta không thể nào có được cái niềm hạnh phúc sâu xa được. Còn nếu chúng ta bước theo lề luật Chúa thì dù khó khăn, dù vất vả, dù mèo, chúng ta vẫn có sự bình an, hạnh phúc. Con chúc mừng cho hai cụ là 66 năm hôn phối, chúng ta đã trung thành bước theo đường lối Chúa. Đó là điều mà hai cụ cùng với chúng con tạ ơn Chúa. Và một điểm nữa thì ở nơi cụ con thấy cũng là một điều để chúng ta, cộng đoàn chúng ta tạ ơn Chúa. Của trong Mỹ có lẽ làm ăn kinh tế con cũng không biết là cụ giàu có đến mức nào, nhưng mà cũng có điều kiện và cái vấn đề là quan tâm tới tới quê hương, xây dựng nhà Chúa. Nếu không đến những người nghèo ở quê hương thì đấy là những cái điều mà hết sức là quý giá. Ngôi nhà thờ mà được bảo trì như thế này ấy, là công rất lớn của cụ, của đồng hương, của đặc biệt là của cụ Khẩn đây. Cụ bà thì có lẽ không đi xin, đúng không ạ? Không đi xin. Nhưng mà cụ ông thì đi xin. Cụ bảo rằng thì là cụ đến cái nhà nào đấy đi xin ở bên Vĩnh ấy, biết là đến là lấy tiền rồi. Thế là nó bảo, nó hô là cụ Khẩn tiền. Cụ đến rồi còn chó nó còn cắn, còn thế thì là cũng hy sinh, dấn thân hy sinh vì quê hương, vì đạo Chúa, vì giáo danh Chúa. Đó cũng là một điểm nữa để chúng con tự hào và để cho chúng con bước theo. Tiền của quý giá thật, những tiền của nếu nó được sử dụng
đúng mục đích của nó là để vinh danh Thiên Chúa và mang lại hạnh phúc cho anh em. Chứ biết là vinh danh Chúa thì con cứ nói với cộng đoàn Kitô hữu mà con coi sóc đồng tiền ấy đã đạt tới cái mục đích của nó. Còn người ta có thể giàu có nhưng mà người ta ăn chơi phá phách nhiều khi thì hủy hoại cuộc đời của mình, làm khổ cho những người khác. Nhưng mà ở nơi phụ khẩn thì chúng ta thấy là phụ rất là để ý tới vấn đề nhà Chúa, những người nghèo, đặc biệt là tới các em bạn trẻ thiếu nhi. Phụ về đây cũng có những trò chơi giúp cho thiếu nhi để sống rất là vui, rất là quý. Thì con có thể kể nhiều lắm về phụ, con tôi thì con chỉ gọi nên một số tâm tình như vậy để thấy được rằng là tất cả là hồng ân của Chúa. Và hai phụ con nghĩ là suốt cuộc đời sẽ không ngừng ngợi khen Chúa, giống như mẹ Maria, linh hồn tôi ngợi khen Chúa đấng cứu độ tôi. Người đã đoái thương ban cho phụ những hồng ân quý giá, và phụ sử dụng những hồng ân ấy để tiếp tục làm sáng danh Chúa, làm sáng danh Chúa. Và như lời nguyện của đầu lễ hôm nay là để tận lực tận tình yêu mến Chúa. Cộng đoàn chúng ta đang dự thánh lễ hôm nay cũng vậy, chúng ta làm gì thì làm, nhưng mà chúng ta hãy ý thức rằng Thiên Chúa đứng cứu độ chúng ta, đó là nguồn vui vô tận, niềm vui lớn lao nhất trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta hãy cố gắng đáp lại tình yêu của Chúa bằng tận lực tận tình yêu mến Chúa. Bởi vì chúng ta có làm được gì để thể hiện lòng yêu mến Chúa thì chúng ta hãy cố gắng. Amen. Anh chị em nhận lấy Thiên Chúa đối với chúng ta nhiều trong sở xây quân thôi và nhờ ấn sủng kính đức đã thành hóa họ trong suốt 66 năm qua. Kính xin Thiên Chúa tiếp tục yêu thương và thành hóa gia đình.
Anh chị em thân mến, chúng ta đang mong anh chủ đến đây để xin nuốt sức lành cho hai chủ, cho Anita Nguyễn Văn Cẩn và Maria Thủy Từ. Nhân ngày hai chủ mừng kỷ niệm 66 năm kết hôn của Chúa và Thánh Chúa, xin nuốt sức lành và nhìn giữ hai chủ luôn mãi. Lạy Chúa xin cho con và cha tình yêu của tôi ở đây và mong các em học cùng thầy đi thành công với nhau, xin luôn nhìn giữ và chúc lành cho họ trong cuộc đời hiện nay. Nhờ đức tin của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Xin mời ta. Thank you.
anh chị em hãy cầu nguyện về linh hồn của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chân trần. Chúa đã ban cho chúng con
Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh tự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần lễ muôn đời.
Thank you.
Mom,
Chúng con nên dân có hoa này là đức mẹ, cha trình